Đại Bồ Tát nào khi siêng năng tu học, Bồ Tát hạnh, tu đạo chấm dứt tường, khi ấy tất cả Pháp Phật chưa viên mãn, nên bị rơi vào địa vị thanh văn hay độc giác. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng. Mặc dù đối với các tướng và tưởng chấp thủ biết rõ lỗi lầm mà không hoại đoạt thì được mau chứng vô tướng. Vì sao? Vì chưa được viên mãn tất cả Pháp Phật. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bấy giờ xá lợi tử hỏi cụ thọ thiện hiện, đại bồ tát nào ở trong mộng tu ba pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thêm lợi ích. Thiện hiện đáp, đại bồ tát nào lúc thức tu ba pháp môn giải thoát này đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thêm lợi ích. Người đó tu trong mộng cũng có thêm lợi ích. Vì sao? Vì Đức Phật dạy mộng và tỉnh không khác nhau này sáng lợi tử đại bồ tát nào đã đạt bát nhã ba la mật đa thì lúc thức tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đã gọi là an trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đại bồ tát này trong mộng tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng gọi là an trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa ba pháp môn giải thoát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể làm tăng thêm lợi ích cũng như vậy ý nghĩa khi mộng hoặc khi tỉnh không quyết giảm. Tôn giả xá lợi tử hỏi thiện hiện, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ở trong mộng tạo nghiệp thì có tăng ích hoặc tổn giảm không? Thiện hiện đáp, Đức Phật dạy tất cả pháp đều như thấy trong mộng nếu trong mộng tạo nghiệp không tăng giảm thì khi thức tạo nghiệp cũng không tăng giảm nhưng các nghiệp đã tạo trong mộng không hơn tăng giảm phải đến lúc thức nhớ tưởng phân biệt thì nghiệp đã tạo trong mộng mới làm cho nghiệp người đó thành tăng giảm hơn như người trong mộng giết mạng người khác rồi sau đến lúc tỉnh giấc mơ mới phân biệt nhớ nghĩ tự vui mừng nên nghiệp ấy càng tăng nếu vô cùng ăn năn xấu hổ thì nghiệp ấy tiền giảm tôn giả xá lợi tử nói với thiện hiện có người khi còn thức giết chết người khác rồi sau đến lúc ở trong mộng hoặc tự vui mừng hoặc rất ăn năn làm cho khi thức nghiệp ấy có tăng giảm không thiện hiện đáp cũng có tăng giảm nhưng sự tăng giảm đó chẳng bằng khi thức vì trong tâm đã biết rõ ràng hơn những nghiệp đã tạo tôn giả xá lợi tử hỏi thiện hiện không có đối tượng thì giàu suy nghĩ, tư hay nghiệp, hành động đều không sanh được. Phải có đối tượng thì tư nghiệp mới phát sanh. Vậy còn ở trong mộng, tư nghiệp dựa vào đâu mà sanh? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, hoặc mộng, hoặc tỉnh. Mà không có đối tượng thì tư nghiệp không sanh, cần có đối tượng thì tư nghiệp mới phát sanh. Vì sao? Xá lợi từ vì quan trọng là cần ở trong pháp thấy, nghe, hiểu, biết, phải có tuệ giác truyền do đây phát sanh nhiễm hay phát sanh tịnh. Nếu không thấy nghe hiểu biết thì các pháp không có tuệ giác chuyển, cũng không nhiễm tịnh, do đây nên biết hoặc mộng hoặc tỉnh mà có đối tượng thì tư nghiệp mới sanh, còn không có đối tượng thì tư nghiệp không phát sanh. Tôn giả xá lợi từ hỏi thiện hiện, Đức Phật dạy đối tượng đều lìa tự tánh. Như vậy làm sao nói được có đối tượng thì tư nghiệp mới sanh, không đối tượng thì tư nghiệp không phát sanh. Thiện hiện đáp. Mặc dầu các tư nghiệp và đối tượng đều lìa tự tánh, nhưng do tự tâm chấp tướng phân biệt trình bày theo thế tục nói có đối tượng, do đối tượng này phát sanh các tư nghiệp, như nói vô minh là duyên sanh hành, hành là duyên sanh thức vân vân, đều do tự tâm chấp tướng phân biệt nói có đối tượng nhưng chẳng thật có tánh. Tôn giả Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện đại bồ tát nào ở trong mộng thực hành bố thí bố thí rồi hồi hướng vô thượng bồ đề đại bồ tát đó là thật đem bố thí hồi hướng vô thượng bồ đề của phật chăng thiện hiện đáp bồ tát từ thị từ lâu đã được thọ ký đại bồ đề chỉ còn một đời chắc chắn sẽ làm phật ngài rất giỏi trả lời tất cả những câu hỏi hiện đang ở trong hội này chúng ta nên thỉnh hỏi ngài bậc bổ sứ từ tôn chắc chắn sẽ trả lời khi ấy Tôn giả Xá Lợi Tử như lời thiện hiện nói cung kính thỉnh hỏi Bồ Tát Từ Thị. Bồ Tát Từ Thị bảo lại thiện hiện tôn giả đã nói Bồ Tát Từ Thị có thể trả lời nghĩa này. Vậy những gì gọi là Bồ Tát Từ Thị vì danh có thể đáp, vì sắc có thể đáp, vì thọ tưởng hành thức có thể đáp, vì hiền lộ có thể đáp, vì hình ảnh có thể đáp, vì không của sắc có thể đáp, vì không của thọ tưởng hành thức có thể đáp được chăng, và lại danh Từ Thị không thể đáp, sắc cũng không thể đáp, thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp, hiển lộ cũng không thể đáp, hình ảnh cũng không thể đáp, không của sắc cũng không thể đáp, không của thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp. Vì sao? Vì tôi hoàn toàn không thấy có pháp năng đáp sở đáp chỗ đáp lúc đáp và do đây đáp, cũng đều không thấy. Tôi hoàn toàn không thấy có pháp có thể nhớ, pháp được ghi nhớ, nơi ghi nhớ, lúc ghi nhớ, và do đây ghi nhớ cũng đều không thấy. Vì sao? Vì tất cả pháp bản tánh đều không, không sở hữu, không khai, không khác, cạn tìm rốt ráo, bất khả đắc. Xá lợi từ hỏi Bồ Tát từ thị. Pháp một tôn giả đã nói, là như sở chứng phải không? Đại Bồ Tát từ thị đáp, Pháp tôi đã nói, chẳng phải như sở chứng vì sao vì pháp đã chứng của tôi không thể nói được này xá lợi tử tôi hoàn toàn không thấy có pháp đã chứng tự tánh có thể đắc như điều tâm nghĩ như lời đã nói này xá lợi tử tự tánh của các pháp chẳng phải thân có thể chạm được chẳng phải dùng ngôn ngữ có thể biểu thị không phải ý để nghĩ vì sao xá lợi tử vì tất cả pháp không có tự tánh khi ấy xá lợi tử suy nghĩ, Bồ Tát từ thị có tuệ giác thật uyên thâm, ngày đêm tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mới có thể nói như vậy. Phật dạy, xá lợi tử, như tâm ông đã nghĩ, Bồ Tát tử thị có tuệ giác thật uyên thâm, ngày đêm tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mới nói như vậy. Xá lợi tử, những điều ông nghĩ là đúng này xá lợi tử ý ông nghĩ sao ông do pháp ấy mà thành a la hán và thấy được pháp ấy có thể nói được không xá lợi tử thưa bạch thế tôn không phật dạy này xá lợi tử đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa pháp tánh đã chứng cũng như vậy không thể giảng nói này xá lợi tử đại bồ tát đó không nghĩ ta nhờ pháp này mà đã được thọ ký, đang được thọ ký và sẽ được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Bồ Tát không nghĩ ta do pháp này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Đó là hành bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nào có thể thực hành như vậy không sai nghi ngờ rằng ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là đắc hay không đắc chỉ nghĩ thế này ta nỗ lực tinh tấn nhất định sẽ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì đã đối với sự giác ngộ được sức thù thắng đại bồ tát nào có thể thực hành như vậy đó là hành bát nhã ba la mật đa này Xá lợi tử các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghe pháp sâu xa không kinh khiếp không sợ hãi không hoảng hốt không lo sợ không chìm không đắm đối với sự chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng không sợ sệt để khẳng định tự biết ta sẽ chứng đắc này xá lợi tử, các Bồ Tát, nếu ở nơi đồng trống vắng, có thú dữ, ở cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên xả bỏ tất cả những sở hữu trong ngoài. Thường nghĩ thế này, nếu có quỷ ác và thú dữ vân vân muốn ăn nuốt thân ta, ta sẽ thí cho để chúng được no đủ. Nhờ căn lành này làm cho ta bố thí ba la mật đa nhanh chóng được viên mãn, sớm gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Ta phải siêng năng tu tránh hạnh như vậy. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, trong cõi Phật ta không có những loài bàng xanh quỷ đói. Này xá lợi tử, các Bồ Tát đó, nếu ở nơi đồng trống hoang vu, có giặc ác cũng không sợ hãi, vì sao vì các bồ tát này muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên xả bỏ tất cả những sở hữu trong ngoài ưa tu những điều thiện đối với thân mạng tài sản không có sự tiếc nuối thường nghĩ thế này nếu các hữu tình đua nhau đến cướp đoạt tài sản của ta ta phải cung kính vui mừng thí cho họ hoặc nhân cơ hội đó họ hại thân ta ta cũng không bao giờ sanh tâm sân thận cũng chẳng phát sanh thân khẩu ý ác Do nhân duyên này làm cho ta bố thí tịnh giới an nhẫn ba la mật đa mau chóng được viên mãn, mau gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà.